Xin được kính chào tất cả quý vị và anh chị ạ. Hôm nay thì em có thêm một chiếc Ford Everest. Chiếc này của em là sản xuất năm 2018, phiên bản 2.0 Turbo, sản xuất năm 2018, đăng ký biển thành phố. Chiếc xe này của em mới chạy được có 5 vạn km thôi, còn khá là mới, màu đen mọi người nhé. Đây là phiên bản Titanium, bản cao cấp nhất của Ford Everest, một cầu, đó, số tự động một cầu, máy dầu mọi người nhé. Ở cái đời này thì Everest vẫn là một trong số những chiếc xe mà được rất rất nhiều các bác thích, vì cạnh tranh trực tiếp hay là để cho mọi người có thể lựa chọn thì có thể lựa chọn được Fortuner. Đó, Fortuner gần như là đối thủ truyền kiếp rồi. Everest này thì với cá nhân em nhá, em thích chạy Everest hơn so với chạy Fortuner. Bởi vì cái cảm giác lái của dòng Ford này ấy, kể cả con Focus kia của em nhá, chạy rất là thích ở trong cái phân khúc, trong cái tầm tiền của nó. Everest này cũng vậy. Cảm giác lái khi vào cua rồi thì độ đầm chắc, rất rất nhiều những cái option cũng như là công nghệ được tích hợp vào chiếc xe, thì em thấy trong cái tầm tiền đi chiếc này vẫn rất là hợp lý. Nhưng thực ra thì nó cũng không không phải là quá đắt. Nếu như bây giờ chiếc Everest 2018 này để mà mua thì so sánh ngang tầm với Fortuner. Bây giờ Fortuner máy dầu 2018 cũng phải cỡ 900 mấy, thì chiếc này bản bản một cầu số tự động này, máy dầu nó cũng xem tầm tiền, thì em lại thích chạy cái dòng này hơn. Chiếc này thì còn khá là mới này, so với những cái chiếc Everest trong cùng tầm tiền thì chiếc này là ok rồi. 7 chỗ, rộng rãi. Cái này hàng ghế sau thì có thể gập lại, để đồ cũng được thoải mái. Đặc biệt là anh chị nào chơi golf thì vô tư thôi, để được khá là nhiều bộ golf trên chiếc Everest này. Nội thất bọc da màu đen nguyên bản, nguyên zin theo xe. Rất là nhiều quý khách hàng cũng đang có nhu cầu tìm một chiếc máy dầu cho đợt cuối năm này, thì đây có lẽ là sự lựa chọn vô cùng hoàn hảo đấy ạ. Nội thất bên trong của chiếc xe này thì với cá nhân em đánh giá là vẫn còn rất là mới, ổn. Ghế điện hai bên. Và đặc biệt thì trên những chiếc Everest này có rất là nhiều công nghệ option. Đó. Cái tính năng mà em thích nhất đó chính là giữ lệch làn, giữ khoảng cách với xe phía trước. Đó. Rồi màn hình được hệ thống giải trí SIM 3. Đó. Ở trên chiếc xe này của em được trang bị thêm cái cam lề ở đây để dễ dàng quan sát hơn. Ở đây xước sát một chút này, cái này thì em sẽ xử lý được, nếu như anh chị nào lấy xe thì em vẫn xử lý được bình thường. Lốp rất là dày. Đó. Về nước sơn của chiếc xe này thì mọi người thì có thể thấy được nó còn khá là tươi, mới và ổn. Trong cái tầm tiền thì dòng này rất là ok này. Thôi em sẽ cho mọi người vào ghế lái nhá, trước khi kết thúc video ở đây. Với cái mức tiêu hao nhiên liệu mà rất là nhiều người quan tâm thì trung bình nó sẽ khoảng 6 lít trên 100 km mọi người nhá. Chở 7 người thì nó rơi vào cỡ khoảng 7 lít, còn chạy không có tải thì khoảng 6 lít trên 100 km. Được hỗn hợp để nổ start top. Xe chạy được 52.000 km ạ. Mọi người nhìn rõ không ạ? Đó. Tablo còn đẹp và mới, ổn. Hệ thống điều
khiển giải trí Simba. Cái này rất là nhạy này, em rất là thích. Mà màn hình này nó không hề bị đơ một chút nào luôn. Đây thì có camera lùi. Cái hệ thống này này, nó có Simba. Nó có Simba thì nói chung là hệ thống nó chạy rất là mượt, nó êm, nó không giật. Mà như mọi người này, vào số phát là đó, có cam luôn. Nó không bị đơ, không mất khoảng tầm 1-2 giây đâu. Đó, hệ thống này rất là thông minh. Tại vì hệ thống này là của Sony đấy. Đây còn có cả sấy ghế này. Đó, đầy đủ luôn, không thiếu tính năng nào cả. Đèn ổ start stop, giới hạn tốc độ lim. Đèn thì đèn auto. Đó. Hiện tại thì em đang bán chiếc Everest sản xuất năm 2018 phiên bản máy dầu một cầu số tự động, bản titanium, bản đủ đấy ạ. Chiếc xe này của bên em đang được bán ở trên thị trường với giá là 995 triệu mọi người nhá. Nội thất còn rất là mới và tươi, nói chung là nước sơn còn ổn. Xe chạy được 5 vạn km, sản xuất 2018, biển Sài Gòn, sang tên Hà Nội sẽ không mất 20 triệu lệ phí cấp biển đâu ạ. Nội thất bên trong, bên ngoài đều còn rất là mới, ổn. Bên em có thể hỗ trợ anh chị vay 70%, giao xe toàn quốc. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng em trong video này. Mọi người đừng quên ấn like và đăng ký kênh YouTube này của em để có thể xem được nhiều video của bên em hơn. Chi tiết thì mọi người alo cho em nhé, bên em nhận thu mua, đổi các loại xe đã qua sử dụng và bên em có dịch vụ giao xe toàn quốc. Cảm ơn mọi người, xin chào và hẹn gặp lại ạ.